Anh trai thích tạo trong gai này là Trạn Vương đích thực nên khi biết vị hôn thê của mình đang ở cùng người đàn ông khác thì vô cùng lo sợ. Trong cơn tức giận anh đã cầm cây vượt mũi đi tìm tình địch của mình. Thế nhưng có lẽ anh trai đã đánh giá khá cao khả năng của mình. Vừa mới tới nơi còn chưa kịp nhìn thấy mặt của tình địch thì anh đã bị đối phương đánh cho như rồi. Hết cách anh chỉ có thể quay về tìm hôn thê của mình để nài nỉ cô sa thải anh vệ sĩ kia. Thế nhưng cô không thể làm như vậy vì khi cô gặp kẻ xấu anh vệ sĩ chính là người đã đứng ra bảo vệ cô. Nhìn cái tướng của tình địch Trạn Vương biết bản thân mình không thể đánh bại mà cũng chẳng thể đuổi đi. Nhưng anh ta cũng nhận ra kẻ xấu mà hôn thê của mình nhắc tới chính là bé ba bé nhỏ nhà mình. Không thể chút giận lên tình địch anh ta chỉ có thể quay về tìm em gái trà xanh để xả giận. Cặp đôi mèo mả gà đồng này biết rằng sự xuất hiện của anh chàng vệ sĩ cũng chính là tình địch của Trạn Vương chắc chắn có mục đích. Họ cam đoan rằng anh không chỉ là vệ sĩ của cô mà còn là người đứng sau mọi mưu đồ của cô. Rồi mối tình tay bốn ngang trái này sẽ đi về đâu? Nhìn cặp vợ chồng Son cùng cô bạn thân của vợ thân thiết Keo Sơn như thế này thì nào ai có thể ngờ đằng sau họ lại ẩn chứa biết bao bí mật đen tối. Trong khi cô dâu còn đang đầu tắt mặt tối tiếp đón khách thì chú rể đã tót vào trong phòng thay đồ gian gian díu díu mập mờ với cô bạn thân. Mặc dù chú rể tự tin một mình anh có thể phục vụ cả hai cô nàng nhưng cô bạn thân lại muốn đả đảo cô dâu lên làm chính thất. Trong ngày trọng đại cô bạn thân đã gửi tặng cô dâu một món quà bất ngờ đến vô cùng. Trong hộp quà là một chiếc thẻ phòng khách sạn bí ẩn. Mở cánh cửa phòng ra đập vào mắt cô dâu là cảnh tượng bất ngờ đến mức cô phải hoảng sợ. Chú rể thì ngỡ ngàng bởi sự xuất hiện đường đột của cô dâu. Còn cô dâu thì ngơ ngác bởi sự đồi bại của chú rể và cô bạn thân. Thế nhưng mọi chuyện đều đã nằm trong kế hoạch của cô bạn thân đầy mưu mô kia. Vì muốn chuyện bé xé ra to, cô bạn thân không quên đưa tay lên khoe chiếc nhẫn cưới của cô dâu. Hành động tưởng như vô tình đó đã thành công khiến cô dâu nổi giận đùng đùng. Ba máu sáu cơn cô lập tức lao vào xô xé cô gái mà cô gọi là bạn thân kia. Trong lúc xô sát người đàn ông vẫn níu lấy tay vợ mình như bản năng. Nhưng cô bạn thân đã nhân cơ hội này để có thể một bước lên làm chính thất. Cô à hy vọng người đàn ông của mình đừng vì mềm lòng mà làm ra những chuyện ngớ ngẩn. Đến lúc này tình hình đã không còn kiểm soát được nữa. Người thường nhìn vào cũng có thể thấy chú rể không thật lòng yêu cô dâu của mình. Anh sẵn sàng kết hôn với cô cũng chỉ vì cô là chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, một trong những tập đoàn có số có má khắp toàn quốc. Chắc có lẽ chẳng một người phụ nữ nào có thể ngờ vào ngày trọng đại như vậy mà bản thân lại nhận được gấp đôi sự phản bội đến từ hôn phu và cô bạn thân. Cách đây không lâu, Lâm Nghiên, chủ tịch tập đoàn Lâm Thị đã gặp tai nạn ngay trong ngày cử hành hôn lễ thế kỷ của mình. Thiên hạ đồn rằng cô và vị hôn phu của mình tên Mã Thành Tuấn đã gặp biến cố khi đang chụp ảnh trên mái nhà. Vì chấn thương não khá mạnh nên Lâm Nghiên đã chìm vào trạng thái ngủ sâu chưa rõ ngày tỉnh lại. Hiện tại hôn phu của cô tức CEO Mã Thành Tuấn đang quản lý toàn bộ Lâm Thị. Mã Thành Tuấn đang yên đang lành một bước lên làm chủ tịch tập đoàn lớn. Còn cô bạn thân ai nấy lo của Lâm Nghiên thì trở thành trợ lý đặc biệt cho hắn ta. Mỗi ngày đôi mèo mả gà đồng kia đều chung sống trong nhà Lâm Nghiên, tiêu tiền của Lâm Nghiên mà không biết xấu hổ. Không những vậy, cặp đôi bệnh hoạn đó còn thường xuyên tới bệnh viện chọc tức cô. Càng ngày cô bạn thân kia càng trở nên biến thái một cách điên cuồng. Thậm chí cô ta còn đặc biệt mời cô ba của mình tới chăm bẵm cho Lâm Nghiên. Người ngoài nhìn vào thì thấy bà ta đang chăm sóc cô nhưng thực ra bà ta đang tra tấn cô một cách thô bạo. Biết rằng truyền nước nhanh sẽ làm cơ thể Lâm Nghiên không chịu nổi cú sốc, bà ta quyết định tăng tốc độ truyền nhanh nhất có thể. Mỗi ngày bà ta lại đổi một cách tra tấn khác nhau để hành hạ Lâm Nghiên. Nếu như không đánh thì cũng là mắng, không mắng thì là hành hạ không thôi. Cái nết của cô ba chẳng khác gì cái nết của cô cháu gái nhà mình. Bản mặt thì to và dày còn hơn bản mặt của mấy bà hàng xóm chuyên đi ngồi lê hóng hớt. Vốn là người ở đáy của xã hội, giờ đây lại có thể bón hành ngập miệng cho chủ tịch một tập đoàn lớn khiến bà ta càng hứng thú hơn. Chính sự ngược đãi đến dã man tàn bạo của họ đã khiến cho Lâm Nghiên, người đang chìm trong trạng thái hôn mê, bị kích động về cả thể xác lẫn tâm hồn. Cũng nhờ vậy mà cô bắt đầu có ý thức cũng như có dấu hiệu tỉnh lại. Thế nhưng cuộc sống hiện tại vẫn chưa là đủ đối với cô bạn thân quái thai 12 lỗ rốn kia. Mục tiêu lâu dài của cô ta chính là một bước trở thành nữ phu nhân nhà họ Mã. Thế nhưng chỉ cần Lâm Nghiên còn có thể hít thở thì cô ta không thể nào hoàn thành mục tiêu này. Vì vậy vào một đêm mưa, cô ta đã quyết định tiễn Lâm Nghiên về với các cụ. Kể từ giây phút này cô ta không muốn nghe thêm một tin tức nào tới từ Lâm Nghiên nữa. Nhận được lệnh từ cô gái điên thuộc hạ của cô lập tức hành động. Lúc này Lâm Nghiên vẫn nằm im bất động trong bệnh viện mà không hề hay biết rằng nguy hiểm đang rình rập con cá mập. Nhân lúc Lâm Nghiên có một giấc ngủ dài, hôn phu của cô đã sang tên vô số tài sản của cô. Hôm nay cũng chính là ngày anh ta thực hiện nốt phần kế hoạch còn lại. Thời khắc Mã Thành Tuấn chuẩn bị công khai hợp tác giữa tập đoàn Lâm Thị và tập đoàn Đằng Phi, một người không ai ngờ tới bất ngờ xuất hiện trong buổi họp báo. Đúng như ra các sự, Lâm Nghiên đã hiên ngang bất khuất quay trở lại. Sự việc quá đỗi bất ngờ này khiến Mã Thành Tuấn và Ôn Lệ Lệ không khỏi run sợ. Ba người sáu mắt nhìn nhau mà vô vàn suy nghĩ xuất hiện trong đầu của họ. Mã Thành Tuấn và Ôn Lệ Lệ lập tức nghĩ tới một kịch bản đầy tính cầu huyết. Vừa mới xuất hiện, Lâm Nghiên đã mang theo bộ mặt hầm hầm sắc khí, cầm theo vật nhọn trên bàn lao về phía Mã Thành Tuấn. Cùng với tiếng kêu thất thanh của Ôn Lệ Lệ vang vọng khắp hội trường và ánh mắt đầy oán khí của Lâm Nghiên. Cứ như vậy Mã Thành Tuấn ngã gục trong đau đớn. Thế nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của hai con người xấu xa kia. Vừa nhìn thấy Mã Thành Tuấn, cô nàng Lâm Nghiên đã xúc động chạy lại ôm chặt lấy anh. "Thành Tuấn, tại sao hôm nay em lại tỉnh dậy trong phòng bệnh? Tại sao em lại không nhớ một cái gì cả? Thật sự em đã cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra nhưng không đáng kể." Nhìn gương mặt ngây thơ vô số tội của Lâm Nghiên, cặp đôi mèo mả gà đồng như trút được nỗi lo trong lòng.
Mã Thành Tuấn không thể giấu nổi niềm vui hân hoan phấn khởi trên khuôn mặt. Quá tốt rồi quý vị ơi, chưa có hôm nào đẹp như hôm nay. Chắc chắn lòng thành của tôi đã khiến ông trời cũng phải xúc động. Sau 3 năm nằm đâu nằm đó, cuối cùng Lâm Nghiên hôn thê của tôi cuối cùng cũng đã tỉnh lại như một phép màu. Ngay đến cả phóng viên có mặt tại đó cũng bị sự chân thành của Mã Thành Tuấn làm cho xúc động rớt nước mắt. Nhưng họ đâu có biết rằng những giọt nước mắt đó chỉ là nước mắt cá sấu. Mã Thành Tuấn không vui vì Lâm Nghiên tỉnh lại mà vui vì cô đã mất đi toàn bộ ký ức. Điều này có nghĩa là mối quan hệ giữa anh và Ôn Lệ Lệ sẽ không bị lộ. Liệu sự thật có ngập tràn hoa hồng như những gì Mã Thành Tuấn nghĩ? Thực ra sự thật không phải như vậy, tất cả chỉ là Lâm Nghiên đang giả vờ mà thôi. Sau khi bị tra tấn trong bệnh viện, ý thức của cô dần dần phục hồi. Dù không thể cử động cơ thể nhưng cách cư xử thường ngày của người bạn thân khiến cô có linh cảm rằng mình sẽ bị đầu độc. Với ý chí kiên định, cô không chỉ sống sót mà còn tỉnh lại một cách kỳ diệu. Lúc này tiếng bước chân kỳ quái dường như đang tiến về phòng cô. Do bị tra tấn trong bệnh viện một thời gian dài nên Lâm Nghiên nhạy bén cảm nhận được một sự nguy hiểm không hề nhỏ. Cô thậm chí không có thời gian để thay đổi quần áo của bệnh nhân. Và trong tình trạng hoảng loạn, cô chạy trốn trên đường phố. Lúc này từ xa có một chiếc xe ô tô tiến lại gần phía cô. Cô vừa mới khiến chiếc xe dừng lại thì bất ngờ phát hiện người đó chính là tay sai do bạn thân cử đến. Lâm Nghiên đang đứng trước tình thế nguy kịch, đột nhiên một chiếc xe máy đuổi theo. Người lái xe chính là chàng trai tới từ bệnh viện trước đó. Anh ta hét lên buông cô ấy ra nếu anh không muốn đi chầu Diêm Vương sớm một chút. Gã đàn ông có vết sẹo dài trên mặt tiến lên thách thức. Nhưng trước khi có thể tấn công, anh ta đã bị đánh bại một cách dễ dàng. Khi Lâm Nghiệp tỉnh lại, cô thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm. Hóa ra người đã cứu cô chính là vệ sĩ cá nhân của cha cô. Sau khi cha về với đất mẹ dưới sự lừa dối của Mã Thành Tuấn, cô đã sao lãng và sa thải anh. Nhưng Tiêu Mạch đã luôn âm thầm quan sát mỗi bước đi của cô. Khi biết được Ôn Lệ Lệ muốn hãm hại Lâm Nghiên, anh ta đã vội vã đến bệnh viện để cứu cô, nhưng cô đã nhầm lẫn anh ta với kẻ xấu. Tiêu Mạch đã tiết lộ cho cô tình hình hiện tại của tập đoàn Lâm Thị, cùng với việc Mã Thành Tuấn và Ôn Lệ Lệ đã chuyển đi tài sản và giải thích tất cả mọi chuyện cho cô. Ngày nay tài sản còn lại của tập đoàn Lâm Thị chỉ còn rất ít. Ngay cả khi cô đối mặt với Mã Thành Tuấn thì tập đoàn Lâm Thị chỉ còn là một vỏ trống và sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian. Để giành lại những gì vốn thuộc về mình, Lâm Nghiên chỉ có thể giả vờ mất trí nhớ. Từ đó có thể giữ chặt đối phương để có cơ hội lấy lại quyền kiểm soát công ty và có cơ hội thu hồi tài sản đã bị chuyển đi. Bây giờ để trở lại nhà họ Lâm, cô liên tục rèn luyện bản thân. Có một thân hình mạnh mẽ là bước đầu tiên trong kế hoạch của cô. Còn Mã Thành Tuấn và Ôn Lệ Lệ chính là động lực lớn nhất của cô. Tôi đã trở lại những đau khổ mà tôi đã trải qua, tôi sẽ trả lại các người gấp 10. Lâm Nghiên đã nắm lấy tóc của Ôn Lệ Lệ và nhấn cô ta xuống bồn cầu. Lần này cô trở về chỉ vì muốn trả thù, không ngờ người đối diện lại tự nguyện lao vào ống ngắm. Lâm Nghiên chắc chắn sẽ không để cô ta muốn gì được nấy. Vừa chạy tới nơi, Mã Thành Tuấn đã bị sốc trước cảnh tượng kinh hoàng này. Bây giờ Lâm Nghiên đã bị thù hận chi phối ý chí. Nếu Mã Thành Tuấn không đến kịp thời, có lẽ Ôn Lệ Lệ thật sự đã ngỏm củ tỏi trong bồn cầu. Lâm Nghiên tỉnh lại và nhận ra mình đã mất kiểm soát. Vì vậy cô đã điều chỉnh tâm trạng và mất trí nhớ một lần nữa. Trong lời nói của Lâm Nghiên có điều gì đó ngụ ý rằng tất cả mọi chuyện đều do Ôn Lệ Lệ bày ra ở phía sau. Điều Mã Thành Tuấn sợ nhất bây giờ chính là Lâm Nghiên sẽ nhớ lại tất cả. Vì vậy anh rất tức giận về những gì Ôn Lệ Lệ đã làm. Biết rằng tai nạn 3 năm trước hoàn toàn là Ôn Lệ Lệ điều khiển, anh đã trừng phạt cô một cách khá nghiêm khắc. Lâm Nghiên là người thừa kế của tập đoàn Lâm Thị, còn Ôn Lệ Lệ cô là cái gì? Tôi tin rằng Lâm Nghiên chỉ đang giả vờ, cô ấy chưa bao giờ mất trí nhớ. Đối với đàn ông, tiền bạc là thứ họ yêu chứ không quan trọng đối tác là ai. Anh ta đã lột trần bản chất của những người đàn ông vô trách nhiệm. Ôn Lệ Lệ biết rõ tính cách của Mã Thành Tuấn nhưng cô ấy vẫn không từ bỏ và quấn lấy anh. Có lẽ cô ấy thật sự yêu anh hoặc không muốn phí công của mình. Hoặc giống như Mã Thành Tuấn cũng chỉ vì tiền. Kế hoạch chia rẽ của Lâm Nghiên rõ ràng đã thành công. Mối quan hệ giữa người đàn ông và bạn gái bắt đầu có nứt nẻ. Để thể hiện lòng tốt với người thừa kế tập đoàn Lâm Thị, Mã Thành Tuấn đã tìm đến bà Ba, người đã từng chăm sóc cho Lâm Nghiên. Bà Ba nghĩ rằng những điều tồi tệ mình đã làm không ai biết nhưng Lâm Nghiên nhớ rõ như in. Chỉ là lúc đó cô không thể di chuyển cơ thể mình mà thôi. Cô không ngờ sẽ gặp kẻ thù của mình nhanh như vậy. Vì vậy cô không chần chừ đợi Mã Thành Tuấn ra đi rồi tát một cái thật mạnh vào mặt đối phương. Sau vài cái tát, bà Ba như bị sốc đến tận óc. Lâm Nghiên mô phỏng cách đối phương đã đánh mình, tung ra sự tức giận từ sâu trong lòng mình. Ở nhà họ Lâm mà làm người hầu khuôn mặt không được trắng quá nên tôi tô thêm màu cho cô. Đó là lời bà Ba từng nói khi đánh Lâm Nghiên trước đây. Chuyện đến nước này, bà Ba hiểu rằng mọi chuyện đã bị lộ. Bà ta thú nhận tất cả là do cháu gái Ôn Lệ Lệ chỉ đạo và tiết lộ rằng Ôn Lệ Lệ và Mã Thành Tuấn có mối quan hệ không lành mạnh. Lâm Nghiên đưa cho bà 1 triệu bảo bà nói ra mọi chuyện trước mặt Mã Thành Tuấn. Đứng trước một món tiền siêu to khổng lồ, bà Ba cười phá lên. Dù đó là cháu gái ruột của mình nhưng đâu có gì hấp dẫn bằng 1 triệu này. Khi nghe bà Ba nói cô có quan hệ với Mã Thành Tuấn, Ôn Lệ Lệ lao vào đánh bà ta. Thấy cháu gái dám đánh mình, bà Ba cũng không phải là người yếu đuối. Mục tiêu của Lâm Nghiên lần này chính là sử dụng bà Ba để gây rối mối quan hệ giữa mọi người để tìm một lý do trở lại công ty cho mình. Bởi vì suốt 3 năm qua Mã Thành Tuấn và Ôn Lệ Lệ luôn đi lại với nhau tại công ty. Bây giờ ngay cả bà Ba cũng đang bàn tán về hai người nên chắc chắn sẽ có người nghi ngờ ở công ty. Để loại bỏ sự hiểu lầm của người khác, việc trở lại công ty là cách tốt nhất. Nhưng điều cô không ngờ tới là không chỉ Mã Thành Tuấn đồng ý cho cô trở lại, mà anh ấy còn yêu cầu cô ngồi lại vào vị trí chủ tịch và quyết định mọi công việc của công ty.
Lý do Mã Thành Tuấn đồng ý một cách nhanh chóng là bởi anh đã sắp đặt một bẫy lớn ở công ty từ trước. Đối mặt với kẻ thù xảo trá, cô phải trở nên thông minh hơn cả những người phụ nữ có âm mưu. Bởi vì chỉ có ma thuật mới đánh bại được ma thuật. Bây giờ cô đã nhận lại vị trí chủ tịch như mong muốn, nhưng không ngờ lại rơi vào bẫy do Mã Thành Tuấn sắp đặt. Công ty bất động sản Đằng Phi ban đầu muốn ký kết hợp đồng với công ty họ nay đã từ chối hợp tác với lý do không biết rõ về chủ tịch mới. Họ tuyên bố chỉ muốn làm ăn với chủ tịch Mã mà thôi. Nhưng nếu không thể thương lượng được mảnh đất này, công ty sẽ mất hơn 10 tỷ. Có người tức giận chửi Đằng Phi là một công ty bất động sản rác rưởi. Có người than phiền muốn mời chủ tịch Mã trở lại. Điều làm người ta tức giận hơn là chú của Lâm Nghiên. Lời nói của ông vừa khen vừa chê, không biết là giúp hay hại cô. Cháu gái lắng nghe chú nói này. Chỉ là một dự án mà thôi, chỉ làm công ty mất hơn 10 tỷ mà thôi, chú ủng hộ cháu. Lời của chú khiến mọi người tranh cãi nảy lửa. Nhìn có thể thấy rõ ràng là hội đồng quản trị không muốn cô trở lại. Thấy ngày đầu tiên nhậm chức của mình mà cả công ty rối loạn như cháo lợn, Lâm Nghiên buồn bã tự mình uống rượu đến say mềm. Nhưng đối với một người phụ nữ xinh đẹp như Lâm Nghiên, việc say rượu giữa đêm khuya có thể rất nguy hiểm. Nhất là khi những người này là do Ôn Lệ Lệ thuê đến hãm hại cô. Mấy tên côn đồ muốn làm cho danh tiếng của Lâm Nghiên bị hủy hoại, nhưng họ không ngờ sẽ có ai đó bảo vệ cô. Tiêu Mạch rút ra 10 vạn tệ đưa cho họ để họ buông lỏng cảnh giác. Trước khi những tên côn đồ kỳ vui mừng, họ đã bị Tiêu Mạch trừng phạt. Tiền mà Tiêu Mạch đưa không phải là tiền miễn phí mà đó là tiền trả cho viện phí. Tiêu Mạch tìm đến Ôn Lệ Lệ và cảnh cáo cô ta. Nếu cô ta dám gây rắc rối cho Lâm Nghiên lần nữa, kết quả sẽ không khác gì việc đưa tiền cho những tên côn đồ. Lâm Nghiên tỉnh lại tại nhà của Tiêu Mạch, nghĩ về việc đã được anh ta cứu 2 lần và giờ cô đang cô đơn không có nơi nương tựa. Cô hy vọng Tiêu Mạch có thể giúp đỡ mình, đồng thời hứa sẽ đưa cho anh 15% cổ phần sau khi mọi việc hoàn thành. Nhưng Tiêu Mạch lại yêu cầu 50% cổ phần cho những gì anh hy sinh. Lâm Nghiên cảm thấy anh ta đang lợi dụng cô. Ai ngờ lúc này có một fan hâm mộ của Tiêu Mạch xuất hiện, còn là một ngôi sao nổi tiếng. Cô ấy sẵn lòng đưa cổ phần và tài sản của mình cho anh, chỉ mong muốn anh trở thành vệ sĩ cá nhân cho mình. Lúc này Lâm Nghiên mới biết được sức mạnh của Tiêu Mạch. Đúng là không thể trách anh khi số cổ phần cô đưa ra chỉ có 15%. Nhưng điều Tiêu Mạch muốn không phải là tiền 50% hay 15% mà anh ấy vừa nói, chỉ là một trò đùa mà anh ấy đùa với Lâm Nghiên. Anh ấy mong muốn sau khi mọi chuyện thành công, Lâm Nghiên sẽ đồng ý với một điều kiện. Những người thông minh đều biết điều kiện của Tiêu Mạch là gì, nhưng Lâm Nghiên dường như không thông minh cho lắm. Xin lỗi, tôi chỉ làm vệ sĩ cho người yêu của mình. Dù trong mắt cô Tiêu Mạch đang diễn, nhưng cảm giác ngọt ngào này ai không yêu. Cuối cùng Lâm Nghiên đã tìm thấy người giúp đỡ của mình và Tiêu Mạch cũng trở thành vệ sĩ cá nhân của cô. Biết Tiêu Mạch đang ở cùng với hôn thê của mình, Mã Tổng tức giận cầm lên cái vợt đánh rồi. Nhưng rõ ràng anh ấy đã đánh giá cao khả năng của mình. Trước khi thấy mặt Tiêu Mạch, anh ấy đã bị đánh cho choáng váng. Đúng là trò chơi thú vị, đánh không trúng rồi lại bị đánh như rồi. Nếu không đánh bại thì hãy để Lâm Nghiên sa thải. Nhưng Lâm Nghiên cho anh biết rằng tối qua cô đã gặp kẻ xấu. Là Tiêu Mạch đã cứu mình, vì thế mới cho anh ấy làm vệ sĩ. Nhìn vào Tiêu Mạch giống như một tên sát thủ không thể đánh bại và không thể đuổi đi. Nhưng anh ấy biết rằng kẻ xấu bắt nạt Lâm Nghiên là do ai thuê. Vì vậy anh ấy chỉ có thể trút giận lên trên người cô, nhân tình Ôn Lệ Lệ. Anh không ngừng của trách, nếu không phải vì cô ta luôn gây rắc rối, Lâm Nghiên làm sao lại mời Tiêu Mạch trở lại. Cả hai biết rằng lần trở lại này của Tiêu Mạch chắc chắn có mục đích. Không chỉ đơn giản là vệ sĩ của Lâm Nghiên mà còn có mưu đồ phía sau. Cuộc chiến giữa 4 người này rồi sẽ đi đâu về đâu. Nữ tổng tài mạnh mẽ đã bất tỉnh 3 năm quay trở lại nhưng lại bị toàn bộ ban giám đốc phản đối. Thậm chí chính người chú ruột của cô cũng vì lợi ích mà lựa chọn phản bội cháu gái. Tại cuộc họp, ông ta tỏ ra rất quả quyết, nói rằng nếu Lâm Nghiên không mua được mảnh đất này, ông sẽ không tiếc tay đối với người nhà. Ông cũng sẽ yêu cầu Lâm Nghiên từ chức chủ tịch hội đồng quản trị. Mã Tổng đứng ở một bên chờ đợi cơ hội chế giễu Lâm Nghiên. Vị trí chủ tịch này anh đã quyết tâm phải giành được. Nhưng Lâm Nghiên quyết định phản đối quyết định của mọi người. Lần này cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng, vì mảnh đất mà Đằng Phi muốn bán thực sự là một cái bẫy. Cô nhận thấy mảnh đất này có vấn đề, bởi giữa mảnh đất có một ngôi chùa và người dân trong làng quyết không chịu phá bỏ. Nếu chúng ta mua mảnh đất này, chúng ta sẽ không thể xây dựng tòa nhà. Cũng coi như đã vứt bỏ hàng chục tỷ của Lâm Thị xuống biển. Hóa ra Tiêu Mạch đã điều tra dự án này từ trước và nhận thấy phối cảnh của mảnh đất này rất phức tạp. Đằng Phi mua với giá rất thấp và sau đó bán lại cho Lâm Thị với giá cao. Và người điều hành thực sự đứng sau Đằng Phi chính là Mã Thành Tuấn. Nếu Lâm Nghiên mua mảnh đất này, cô sẽ chuyển tiền cho anh ấy. Còn nếu không mua, cô sẽ bị hội đồng quản trị loại bỏ. Kế hoạch của Mã Thành Tuấn thực sự thông minh đến rợn người. Tiếc là người mà anh ấy gặp phải không phải là Lâm Nghiên của ngày xưa. Còn chú ruột là giám đốc điều hành chịu trách nhiệm cho dự án này đã mắc một lỗi nghiêm trọng và phải bị sa thải. Vì vậy ông ta lựa chọn đổi chiều giữa trận chỉ trích Mã Thành Tuấn, người đang đàm phán về dự án này. Chú ruột thay đổi biểu cảm nhanh chóng hơn cả việc lật trang sách. Mã Thành Tuấn bị ông chỉ trích đến mức không biết phản ứng thế nào. Lâm Nghiên biết rằng bây giờ chưa phải là lúc đối đầu với Mã Thành Tuấn, thế nên cô quyết định không truy cứu trách nhiệm nữa vì không có thiệt hại nào. Tuy nhiên lỗi này vẫn cần có người đứng ra chịu trách nhiệm, và người chịu trách nhiệm tốt nhất chính là trợ lý đặc biệt của chủ tịch Ôn Lệ Lệ. Lần này không chỉ giữ vững vị trí chủ tịch, Lâm Nghiên còn đuổi đi người phụ nữ âm mưu. Nhưng tai họa không chỉ đến một lần với Ôn Lệ Lệ. Mã Thành Tuấn thấy rằng vị trí chủ tịch không còn hy vọng nên cũng dần buông xuôi. Bỗng nhiên một chuỗi bong bóng lấp lánh bay ra từ miệng người phụ nữ. Nhưng sau bức tranh đẹp đẽ này lại là một câu chuyện buồn.
Người đàn ông đang tận hưởng bữa tối dưới ánh nến với hôn thê của mình nhưng bạn gái lại gửi tin nhắn không đúng lúc chút nào. Em đã mặc bộ đồ anh thích nhất, bây giờ em đang ở ngoài cửa phòng anh. Nếu anh không đến trong 5 phút em sẽ đi đến đó. Đọc xong đoạn tin nhắn này, người đàn ông hơi hoảng hốt. Anh ta lo lắng rằng cô ấy thực sự sẽ làm điều gì đó điên rồ. Vì vậy anh ta chỉ có thể nói với hôn thê rằng anh ta cần ra ngoài để gọi điện thoại cho một đồng nghiệp. Vì thiếu thời gian và thang máy quá chậm, anh ta chỉ có thể lựa chọn đi bộ lên cầu thang. Anh ta rất tức giận với trò nghịch ngợm của Lệ Lệ. Vì vậy anh ta ra lệnh cho cô ấy chuyển sang một khách sạn khác để không làm phiền cuộc hẹn của anh ta với hôn thê. Mọi người nghĩ rằng người đàn ông đã đủ tồi nhưng ai ngờ người phụ nữ còn tồi hơn. Trước yêu cầu quá đáng này, Lệ Lệ vẫn giúp đỡ người đàn ông. Cô chỉ muốn có một thế giới riêng với anh mà sao khó khăn đến vậy. Đúng lúc này điện thoại của người đàn ông reo lên. Hóa ra là hôn thê đang gọi anh ta trở về. Lệ Lệ bị anh ta bỏ lại và cô chỉ có thể nhìn anh ta chạy về phía một người phụ nữ khác. Thang máy vẫn rất chậm và người đàn ông vẫn phải đi bộ lên cầu thang. Sau tất cả những điều đã xảy ra, Mã Thành Tuấn đã mồ hôi đổ như mưa từ lâu. Anh còn chưa kịp phục hồi tinh thần thì tin nhắn của Lệ Lệ lại đến. Em đang ở trong phòng anh, hãy đến ngay nếu không em sẽ gửi bức ảnh này cho Lâm Nghiên. Đó là một bức ảnh sexy trong phòng tắm, nếu Lâm Nghiên thấy thì không biết sẽ thế nào. Mã Thành Tuấn lúc này thực sự muốn khóc nhưng không có nước mắt. Đây chính là kết quả khi anh đã đặt chân lên hai con thuyền. Mã Thành Tuấn nhẫn nại chịu cảm giác không thoải mái trong bụng lại một lần nữa bỏ lên cầu thang. Dù có người đẹp đứng trước mắt, anh ta cũng cảm thấy nôn nao. Điều khiến anh lo lắng hơn là Lâm Nghiên cũng đến bên ngoài cửa thân thiện hỏi Mã Thành Tuấn xem đã xảy ra chuyện gì. Nghe tiếng gõ cửa liên tục, Lệ Lệ không muốn trốn tránh nhưng cô không thể không làm như vậy. Thế nên cô đã lặng lẽ trốn trong phòng vệ sinh và không phát ra tiếng động. Lâm Nghiên đi thẳng vào phòng muốn xem phòng của Mã Thành Tuấn. Cô nhìn trái nhìn phải, thậm chí không bỏ lỡ cả phòng vệ sinh. Dù người đàn ông nói mùi trong đó rất khó chịu, cô cũng không ghét. May mắn thay, ngoại trừ việc có một số bọt trong bồn tắm, mọi thứ dường như đều bình thường. Hành động của Lâm Nghiên hôm nay hơi bất thường khiến anh có chút nghi ngờ. Cô rửa tay mãi mà không xong, càng bị người đàn ông giục thì cô càng chậm. Nhìn những bọt nước bốc lên từ bồn tắm, người đàn ông trở nên hoảng loạn. Nếu tiếp tục như này thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra. Chỉ khi thấy không còn tiếng động trong bồn tắm, Lâm Nghiên mới lau tay xong. Cô nói với Mã Thành Tuấn rằng mình hôm nay hơi mệt và muốn về phòng nghỉ. Đáng thương cho Lệ Lệ đã ngâm trong bồn tắm cả thời gian dài đó. Nhìn dáng vẻ cô ấy giống như mệt mỏi, chắc là đã uống không ít nước xà phòng. Mã Thành Tuấn nắm lấy cơ hội để đưa cô ấy đến bệnh viện. Thấy người kia không đi cùng mình, Ôn Lệ Lệ dường như có điều muốn nói. Cuối cùng cảnh tượng tuyệt đẹp này xuất hiện trước mắt. Ngay đằng sau khi nhìn thấy Mã Thành Tuấn và Lệ Lệ trong tình trạng tồi tệ như vậy, Lâm Nghiên cảm thấy rất hài lòng bởi tất cả đều là công lao của cô. Cô đã biết Lệ Lệ ở đây từ lâu nên cũng chọn đến đây nghỉ ngơi. Nhưng rõ ràng Lâm Nghiên đã chơi quá trớn, bây giờ đã đưa Lệ Lệ vào bệnh viện. Đối với cô đó không phải là một điều tốt. Cuối cùng với sự giúp đỡ của Lâm Nghiên, Mã Thành Tuấn đã thành công trong việc thoát khỏi Ôn Lệ Lệ một nguồn rắc rối lớn. Bây giờ anh ta có đủ thời gian để tạo ra rắc rối cho Lâm Nghiên. Lâm Nghiên dùng lý do là cô chưa chuẩn bị sẵn lòng, hy vọng người kia sẽ cho cô thêm thời gian. Nhưng Mã Thành Tuấn giờ đây đã không thể kiềm chế mình nữa. Quan hệ giữa họ giống như một cặp vợ chồng sắp cưới, thế nên chọn ngày không bằng gặp ngày đẹp. Dù Lâm Nghiên cự tuyệt như thế nào, Mã Thành Tuấn vẫn sắp thực hiện ý định của mình. Đúng lúc này bất ngờ Tiêu Mạch đột nhiên xông vào và kết cục của Mã Thành Tuấn có thể đoán trước. Tiêu Mạch cảnh báo anh, nếu anh còn dám làm trái ý muốn của Lâm Nghiên thì anh sẽ biến mất một cách không hay ho gì. Lý do Tiêu Mạch xuất hiện đúng lúc là nhờ chiếc vòng báo động mà anh tặng cho Lâm Nghiên đã hoạt động. Đây là món quà cho em và em phải đeo chiếc vòng báo động này 24 giờ một ngày. Nó được tùy chỉnh đặc biệt cho em nên dù em ở đâu anh sẽ ngay lập tức xuất hiện. Sự việc tối nay khiến Lâm Nghiên mất ngủ suốt đêm. Tiếp tục như thế này thật sự không phải là giải pháp. Sớm muộn gì Mã Thành Tuấn cũng sẽ phát hiện ra việc cô mất trí nhớ. Lâm Nghiên nhìn thấy Tiêu Mạch vì lo lắng cho mình mà giữa đêm vẫn còn đứng ngoài cửa. Còn anh không giấu giếm gì khi nói rằng việc canh chừng cho người mình yêu là một việc hạnh phúc. Điều này đã khiến cô nảy ra một ý tưởng. Cô muốn Tiêu Mạch giả vờ theo đuổi mình để có lý do chính đáng giúp cô chống lại Mã Thành Tuấn. Mà cô cũng không phải lộ ra việc giả vờ mất trí nhớ nữa. Trước một cơ hội tốt như vậy, Tiêu Mạch dĩ nhiên là rất vui vẻ. Anh nói không chỉ giả diễn, ngay cả nếu là diễn thật thì cũng không thành vấn đề. Ánh mắt quyến rũ của Tiêu Mạch khiến trái tim của Lâm Nghiên như con nai nhỏ đang loạn nhịp. Bất ngờ chưa bà già, ngạc nhiên chưa bà già. Sự ngạc nhiên của người đàn ông biến thành sự hoảng sợ. Trong nhà của hôn thê anh lại xuất hiện một người đàn ông đang khóa nút áo sơ mi. Điều này khiến anh phát điên lên với khuôn mặt biến màu xanh lá cây. Trong phòng tắm có hai bàn chải đen và trắng giống như của một cặp đôi. Khăn ướt và cả hai chiếc gối nhỏ màu hồng lãng mạn. Cảnh tượng này khiến ai cũng sẽ hoảng sợ. Cộng thêm với chuỗi sự kiện xui xẻo gần đây, không trách Mã Thành Tuấn cảm thấy mọi thứ xung quanh đều màu xanh. Từ buổi sáng anh đã thuê 20 vệ sĩ để bảo vệ Lâm Nghiên, mong muốn sử dụng họ để thay thế Tiêu Mạch. Nhưng ai ngờ tất cả họ đều là người dưới quyền của Tiêu Mạch. Nhìn thấy những người đàn ông mà anh thuê chỉ với vài lời, Tiêu Mạch đã đuổi đi, trái tim của người đàn ông cảm thấy rất tổn thương. Nếu không thể loại bỏ đối thủ tình yêu, anh sẽ tìm cách giành lại người yêu. Anh đưa Lâm Nghiên đến cửa hàng váy cưới để thử váy cưới. Lâm Nghiên không biết cách từ chối nên chỉ có thể giả vờ hợp tác. Nhà thiết kế trong cửa hàng vừa bước ra nhìn thấy Tiêu Mạch đẹp trai đã tưởng anh là chú rể đã đặt hẹn hôm nay. Vì vậy anh ta đã bắt anh thử bộ trang phục mới nhất trong cửa hàng. Khi Tiêu Mạch mặc xong trang phục và ra ngoài, anh tình cờ gặp Lâm Nghiên cũng đang mặc váy cưới.
hai người với vẻ đẹp và phong cách dường như đã mang hồn cho bộ trang phục lễ. Mọi người ở hiện trường đều phải thốt lên kinh ngạc trước cặp đôi nam thanh nữ tú này. Họ quả thật đẹp đến nỗi mọi người đều nói rằng họ rất hợp nhau. Trong lòng Mã Thành Tuấn một lần nữa cảm thấy bị tổn thương. Tại sao một vệ sĩ nhỏ bé như vậy lại luôn muốn cướp lấy sự chú ý của mình mỗi lúc mỗi nơi? Còn Tiêu Mạch cũng tự nhiên tuyên chiến với anh bởi anh có quyền theo đuổi Lâm Nghiên. Thế nhưng Mã Thành Tuấn hoàn toàn coi thường anh. Anh tự tin hỏi rằng Lâm Nghiên sẽ chọn ai mà đó là một câu hỏi không có lời đáp đúng. Lâm Nghiên quay về phòng vệ sinh nhưng vô tình trượt chân. Tiêu Mạch một vệ sĩ đã nhanh chóng đỡ lấy cô. Mọi thứ trở nên rắc rối khi cả hai đều trở nên thật giống anh hùng cứu mỹ nhân. Trong không khí đó Tiêu Mạch dường như không thể kiểm soát mình được nữa. Lâm Nghiên cảm thấy Tiêu Mạch hôm nay hành động quá đáng. Làm tức giận Mã Thành Tuấn quá sớm không phải là một điều tốt. Vì vậy cô ấy mong rằng Tiêu Mạch không nên vượt qua giới hạn. Đồng thời cô cũng cần một khoảng thời gian để tỉnh táo. Bởi vì trước sự tấn công quyết liệt của Tiêu Mạch cô cũng khá khó để kiềm chế mình. Hơn nữa cô không thể làm tổn thương Mã Thành Tuấn. Mối quan hệ tam giác này thực sự khó để kiểm soát. Khi qua đường cần phải chú ý đến sự an toàn. Không chỉ chăm chú vào suy nghĩ của mình không thì sẽ giống như bây giờ. Nếu không có vệ sĩ bên cạnh Lâm Nghiên có thể đã gặp nạn. Nhìn thấy người khác bị thương vì mình Lâm Nghiên cảm thấy tự trách và đau lòng. Khi cô lau vết thương cho Tiêu Mạch và không may làm đau anh cô còn sử dụng phương pháp giảm đau bằng tay. Lúc này Mã Thành Tuấn vẫn không biết rằng Lâm Nghiên và Tiêu Mạch đã rời khách sạn. Anh vẫn ngây ngô mang tới bữa ăn đặc biệt cho họ. Nhưng người giúp việc thông báo với anh rằng họ đã trả phòng từ sáng sớm và cả hai đều vui vẻ. Từ khi Tiêu Mạch xuất hiện làm Mã Thành Tuấn cả ngày chỉ bận rộn giải thích cho mọi người rằng anh ta mới là hôn phu của Lâm Nghiên. Ai ngờ khi Mã Thành Tuấn vội vã trở về muốn tạo một bất ngờ cho Lâm Nghiên anh lại chứng kiến một cảnh tượng đầy bất ngờ. Lý do Tiêu Mạch ở đây là vì anh ta là vệ sĩ của tôi cần phải bảo vệ tôi 24/7. Một người đàn ông và một người phụ nữ ở cùng 24/7. Ai cũng sẽ nghi ngờ rằng đây không chỉ là mối quan hệ bình thường. Nghĩ đến bản thân mình bận rộn nhưng cuối cùng lại làm cử chỉ tốt cho người khác. Mã Thành Tuấn vẫn chưa từ bỏ hy vọng mong rằng Lâm Nghiên có thể lựa chọn giữa hai người. Lâm Nghiên không muốn tiếp tục nói chuyện với anh chỉ nói là mệt và muốn nghỉ. Sau đó cô đã yêu cầu Tiêu Mạch tiếp đón khách giúp mình. Nhìn thấy tình hình như vậy Mã Thành Tuấn căm ghét Tiêu Mạch ra mặt. Anh bảo rằng Lâm Nghiên là vợ anh chỉ là hiện tại quá bận nên chưa kịp kết hôn mà thôi. Và anh cảnh báo rằng Tiêu Mạch sẽ không có kết cục tốt đẹp nếu làm kẻ thứ ba. Thế nhưng Tiêu Mạch lại chọc vào điểm đau của anh. Quan hệ giữa mọi người đã phát triển đến bước này. Người nhìn biết đều có thể thấy ai và ai có khả năng ai và ai thì không thể. Nhưng Mã Thành Tuấn vì cổ phần của tập đoàn Lâm Thị chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Còn Lâm Nghiên vì tài sản của tập đoàn Lâm Thị đã bị chuyển nhượng cũng sẽ không dễ dàng từ chối. Đây thực sự là một tình hình rối rắm và phức tạp. Tổng giám đốc công ty đã để mắt tới một cô gái quê mới vào làm. Anh ta biểu hiện sự quan tâm thông qua những nhân viên dưới quyền nhưng cô gái đó không hiểu ý đồ. Tuy nhiên Mã Tổng biết hết mọi chi tiết về cô gái. Hóa ra mẹ cô gái đang bị bệnh nặng và cần một khoản tiền lớn để phẫu thuật. Mã Tổng đưa ra một giá cả rất hấp dẫn để cô gái suy nghĩ. Thế nhưng sự quan tâm quá mức này khiến cô gái cảm thấy sợ hãi. Cô nói không sợ kẻ trộm mà sợ kẻ có ý đồ đúng trong trường hợp này. Khi tan sở Mã Tổng muốn đưa cô gái về nhà nhưng bị cô gái từ chối nhiều lần. Điều này làm Mã Tổng cảm thấy không vui một chút nào. Mã Tổng biết rằng cô gái không dám từ chối vì cô ấy cần công việc này. Với bằng cấp không cao và mẹ mắc bệnh ung thư khiến cô gái phải chi trả một khoản tiền thuốc khá lớn hàng tháng. Nếu mất việc cô sẽ mất hết hy vọng. Cô gái không có lựa chọn nào khác ngoài việc bất đắc dĩ lên xe của Mã Tổng. Không lâu sau đó Ôn Lệ Lệ nhận được một bức ảnh được gửi tới từ đồng nghiệp. Đó là hình ảnh Mã Tổng và mối tình mới của anh ta. Cô gái thậm chí còn tự tin ngồi lên đùi Mã Tổng. Sự thay đổi bất ngờ này khiến Mã Tổng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hôm nay sao em lại hợp tác đến vậy, em đã suy nghĩ lại rồi sao? Ai ngờ rằng cô gái cũng không phải dạng người dễ đối phó. Vừa được ủng hộ bởi Mã Tổng, cô nàng liền bắt đầu đổi trắng thay đen. Cô ta cứ nói rằng Ôn Lệ Lệ là một con hồ ly tinh mà bảo Mã Thành Tuấn sau này không được gặp Lệ Lệ nữa. Đừng nói là gặp cô ấy, chỉ cần nhắc tới cô ấy anh đã thấy đau đầu. Nhưng vừa nói xong anh đã phát hiện ra Lệ Lệ đang đứng ở cửa. Cướp bạn trai trong lúc người khác bận rộn làm việc để xem tôi xử lý cô như thế nào. Mã Tổng lo sợ Lệ Lệ làm ầm ĩ hết cả lên nên cũng khá là hoang mang. Nếu để mọi người trong công ty biết thì chuyện của anh và Lâm Nghiên sẽ gặp rắc rối. Nhưng Lệ Lệ hoàn toàn không quan tâm đến chuyện ngoài lề đó. Khi thấy ai dám cướp vị trí của mình, cô ấy vừa đánh vừa chửi, thậm chí còn chửi tới gia đình đối phương. Lúc này cô gái đã tức giận, dám chửi tôi à? Một cái tát làm cho Mã Thành Tuấn hoàn toàn sốc. Cô gái bình thường hiền lành hôm nay chắc ăn phải thuốc nổ rồi. Ôn Lệ Lệ làm sao có thể chịu nhục nên cô không chần chừ chọn lựa phản kích. Giờ thì tốt rồi, cơ bản Mã Thành Tuấn không liên quan nữa. Phần còn lại hoàn toàn là cuộc chiến giữa các phụ nữ. Dù anh ta có cố gắng can ngăn thuyết phục thế nào cũng vô ích. Cứ như vậy cả hai cứ đánh nhau túng tụng rất vui vẻ. Cô gái sau cùng là người từ quê lên nên Ôn Lệ Lệ bị đánh đến mức răng rơi đầy đất. Rất nhanh văn phòng đã đông đúc bởi những kẻ đứng nhìn. Lâm Nghiên cũng không bỏ lỡ cơ hội xuất hiện tại hiện trường. Thấy mọi chuyện bị bại lộ, Mã Thành Tuấn chỉ có thể xin lỗi Lâm Nghiên, nói rằng mình trong một lúc mê muội bị cô gái quyến rũ. Cô ấy vài ngày trước cứ tránh xa anh, hôm nay lại đột nhiên trở nên rất tích cực. Nhưng cô gái lại nói Mã Thành Tuấn đang nói dối. Cô còn tiết lộ mối quan hệ giữa Mã Thành Tuấn và Lệ Lệ. Lúc này Mã Thành Tuấn thực sự hoảng hốt, chỉ biết giải thích mình và Lệ Lệ là trong sạch.
Khi thấy Mã Thành Tuấn phản bội mình, Ôn Lệ Lệ cảm thấy rất tuyệt vọng. Cô không còn e sợ gì nữa, nói ra tất cả những chuyện xảy ra giữa cô và Mã Thành Tuấn suốt 3 năm qua. Hơn nữa cô luôn nghi ngờ rằng Lâm Nghiên từ đầu đến cuối đều đang giả vờ không biết gì. Vì vậy cô cũng tiết lộ lý do mình phản bội Lâm Nghiên. Mặc dù trước đây Lâm Nghiên đã rất chăm sóc cô, nhưng trong mắt cô tất cả chỉ là sự giả tạo của người giàu. Nếu không thì tại sao chỉ cho cô làm một công việc nhỏ như tiếp tân? Không ngờ người bạn thân mình đã giúp đỡ lại có một tâm hồn hẹp hòi đến thế. Đúng là nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà mà. Tôi nói cho cậu biết này, Lệ Lệ của tôi ơi. Cái tệ nhất của một người không phải là không biết ơn mà là đền ơn bằng cách trả thù. Mọi chuyện đã đi đến nước này thì chúng ta không còn gì để nói nữa. Lâm Nghiên đã nắm giữ tình hình nên cô ấy cũng lén lút nói sự thật cho Lệ Lệ biết. Cậu nghĩ chỉ cần dựa vào vẻ đẹp mà có thể có được mọi thứ sao? Tôi nói cho cậu biết, Mã Thành Tuấn chỉ yêu tiền chứ không yêu cậu. Và cậu đã đoán đúng, tôi nhớ mọi thứ, thế nên lần này cậu đã thất bại hoàn toàn. Thực ra ngay từ đầu, từ ngày cô can thiệp vào mối quan hệ giữa Lâm Nghiên và Mã Thành Tuấn, cô đã thua rồi. Thực tế những gì xảy ra hôm nay không phải là sự ngẫu nhiên. Từ ngày đầu tiên Mã Tổng bắt đầu quấy rối cô gái, Lâm Nghiên đã biết. Cô tìm đến cô gái và tìm hiểu hết mọi chuyện. Biết rằng Mã Thành Tuấn đang lợi dụng bệnh của mẹ cô gái để đe dọa. Do đó cô đã tìm một bác sĩ giỏi nhất để phẫu thuật cho mẹ cô gái. Và cô gái cũng tự tìm đến Mã Thành Tuấn diễn một vở kịch như thế. Đó vừa là cách để trả ơn Lâm Nghiên, vừa là cách giúp đỡ bản thân mình. Tuy nhiên mọi chuyện này không gây ra ảnh hưởng gì đối với Mã Thành Tuấn. Vì anh ta chính là một kẻ xấu xa từ đầu đến cuối, do đó anh ta chọn cách này để xin lỗi. Với một người đàn ông thành công như tôi, những cám dỗ xung quanh thực sự quá nhiều. Giống như trong bụi hoa, tôi là bông hoa có nhiều mật nhất nên những con ong và bướm đều đổ về phía tôi. Tôi có thể chống lại một con nhưng tôi không thể chống lại cả một đàn. Diễn giải từ xấu xa một cách xuất sắc như vậy, Mã Tổng thực sự là một tài năng. Nhưng Lâm Nghiên làm sao có thể tha thứ cho anh ấy được. Ôn Lệ Lệ người giờ phải sống trên đường, thậm chí không có tiền để trả tiền rượu. Nhưng Lâm Nghiên không trách móc mà đã cho cô một khoản tiền vào lúc quan trọng và hy vọng cô sẽ có một cuộc sống mới. Dù sao thì Ôn Lệ Lệ cũng là người thông minh. Cô biết mục đích của Lâm Nghiên là muốn sử dụng chính sách thu hút từ cô để có được bằng chứng về việc Mã Thành Tuấn chuyển tài sản. Vì vậy cô không cảm ơn người khác, thậm chí đã làm khó Lâm Nghiên. Thực sự Lâm Nghiên cũng vậy, cô muốn có bằng chứng nhưng cô cũng hy vọng Lệ Lệ sẽ thay đổi. Nhưng Ôn Lệ Lệ đã gọi điện cho Mã Thành Tuấn và nói với anh ta tất cả mọi thứ về việc Lâm Nghiên tìm cô. Bây giờ trái tim của Ôn Lệ Lệ đã bị sự thù hận chiếm hữu. Dựa vào bằng chứng mà Ôn Lệ Lệ cung cấp, Tiêu Mạch và Lâm Nghiên bắt đầu sắp xếp. Mặc dù những bằng chứng này có rất nhiều lỗ hổng, nhưng với những người chuyên nghiệp thì chỉ cần theo dõi và điều tra là đủ. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Lâm Nghiên tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Trong cuộc họp cô liệt kê tất cả các tội ác của Mã Thành Tuấn. Nhưng Mã Thành Tuấn không hề hoảng loạn mà chỉ ngồi đó và xem như một trò đùa. Đối mặt với sự tấn công của Lâm Nghiên, anh ta tỏ ra tự tin hơn bao giờ hết. Người làm chứng mà em nói không phải là cô ấy chứ? Khi xuất hiện trước đám đông, Ôn Lệ Lệ tỏ ra rất vô tội. Cô nói rằng sau sự kiện Mã Thành Tuấn đã phản bội, Lâm Nghiên đã giữ mối hận trong lòng và tìm đến cô để làm chứng giả. Không thể nuôi dạy một con chó hoang sao cho nó ngoan ngoãn, bởi bạn không biết nó sẽ cắn bạn vào ngày nào. Lâm Nghiên thực ra đã biết từ lâu Lệ Lệ sẽ không giúp cô một cách dễ dàng như vậy. Vì vậy cô cũng đã chuẩn bị trước, cô đã tìm thấy bằng chứng về việc Mã Thành Tuấn đã chuyển tài sản. Và đây mới là bằng chứng thật sự để chứng minh tội ác của anh ta. Đúng, đây thực sự là bằng chứng về việc chuyển tài sản. Nhưng nếu cô nghĩ rằng Mã Thành Tuấn sẽ chắc chắn gặp rắc rối lần này thì cô đã lầm lớn. Bởi vì anh ấy đã có kế hoạch ve sầu thoát xác từ lâu. Từ nay về sau chỉ cần em ký hợp đồng thay anh là được. Em là người anh tin tưởng nhất, gia sản của anh là của em. Trong tương lai số tiền này sẽ thuộc về chúng ta. Anh ta không chỉ lừa Ôn Lệ Lệ ký hợp đồng thay mình mà còn quay lại cảnh đó bằng camera giám sát. Còn Mã Thành Tuấn, người đang đi công tác ở nước ngoài, tự nhiên đã có bằng chứng hoàn hảo cho việc anh ta không có mặt tại hiện trường. Người giả mạo chữ ký và chuyển số tiền lớn của công ty là Ôn Lệ Lệ. Vì vậy chúng ta nên báo cảnh sát bắt cô ấy. Ôn Lệ Lệ đáng thương này còn quá non nớt. Cô nghĩ mình có thể hưởng lợi từ cuộc chiến giữa hai bên nhưng cuối cùng đã mất cả chồng lẫn bạn. Không chỉ không kiếm được một đồng nào mà cô còn phải gánh trách nhiệm cho người khác. Trước kia thực sự đã coi thường Mã Thành Tuấn, luôn nghĩ anh ta chỉ là một nhân vật hài trong bộ phim này. Nhưng hóa ra anh ta mới chính là boss cuối cùng trong bộ phim. Lâm Nghiên, Ôn Lệ Lệ và cả Mã Thành Tuấn, không ai trong số họ là dễ đối phó. Bây giờ Mã Thành Tuấn cũng không còn giữ bí mật trước Lâm Nghiên nữa. Cô thật sự nghĩ tôi tin cô mất trí nhớ sao? Cuộc sống giống như một vở kịch, tất cả đều dựa vào khả năng diễn xuất. Cô giả vờ mất trí nhớ trước tôi không phải chỉ để ép tôi trả lại số tiền mà tôi đã trộm sao? Cô đã tính toán mọi thứ nhưng cô không tính đến việc tôi đã tìm Ôn Lệ Lệ, một cô gái ngốc nghếch và ngây thơ, để làm bia đỡ đạn. Những gì Mã Thành Tuấn nói là sự thật. Bây giờ chỉ cần anh ta công khai rằng tài sản của Lâm Thị đã được chuyển đi từ lâu, cổ phiếu của Lâm Thị sẽ giảm mạnh. Lúc đó Lâm Thị không còn bất kỳ vốn nào, sẽ hoàn toàn bị phá sản. Người đàn ông thừa nhận đã mượn danh tính của người khác nhưng lại không chịu tiết lộ danh tính thật của mình. Và thậm chí anh ta còn tuyên bố danh tính của mình rất đặc biệt. Lý do như vậy rõ ràng không đáng tin tưởng một chút nào. Nghi ngờ của Mã Thành Tuấn không phải không có cơ sở nhưng Tiêu Mạch vẫn cứng đầu như trước. Thực ra Lâm Nghiên không hề tin vào Tiêu Mạch. Câu trả lời của cô chỉ là để khiến Mã Thành Tuấn rời đi, vì cô muốn hỏi rõ ràng một mình. Cô nhận ra mình không hề biết gì về người đàn ông mà cô đã ngủ cùng mỗi đêm. Bởi vì vào buổi sáng sớm cô đã nhìn thấy một tin nhắn từ Tiêu Mạch.
có người yêu cầu anh quay trở lại tập đoàn Minh Đức. Và Minh Đức chính là kẻ thù truyền kiếp của Lâm Thị. Bây giờ cô không thể không nghi ngờ rằng người đối diện là đối tác của Minh Đức đến để làm sụp đổ Lâm Thị. Mã Thành Tuấn đã mua lại phần lớn cổ phiếu của Lâm Thị và người cung cấp vốn cho anh ta chính là Minh Đức. Rõ ràng Tiêu Mạch đã biết về những sự kiện này từ trước nhưng anh vẫn không tiết lộ danh tính thật của mình. Điều này khiến cho Lâm Nghiên, người đã bị tổn thương nhiều lần trước đó, khó có thể tin tưởng anh nữa. Biết được Tiêu Mạch đã rời đi, Mã Thành Tuấn một cách háo hức muốn chiếm đoạt Lâm Nghiên. Anh ta muốn Lâm Nghiên trở về bên mình nên đã cung cấp cho cô cơ hội trở thành Mã phu nhân. Đối mặt với sự quấy rối của Mã Thành Tuấn, Lâm Nghiên muốn gọi cảnh sát. Lâm Thị không chỉ là tài sản mà cha cô đã xây dựng mà còn là nơi duy nhất Lâm Nghiên có thể dựa vào. Mã Thành Tuấn đã chính xác nhận biết được suy nghĩ của cô. Đến đây massage chân cho chồng cưng đi nào. Mặc dù Lâm Nghiên cảm thấy rất bất lực nhưng cô vẫn giữ vững nguyên tắc của mình. Mã Thành Tuấn cũng nhận được một cuộc gọi vội vã. Cổ phiếu mà anh ấy muốn mua đã bị người khác mua mất. Thế nhưng tin tức tiếp theo còn tồi tệ hơn cả hai chữ tồi tệ. Minh Đức không còn hỗ trợ anh ta nữa và yêu cầu anh ta trả tiền ngay lập tức. Nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ đến người ngồi trên chiếc ghế đó không phải là ai khác mà chính là Tiêu Mạch. Mã Thành Tuấn không bao giờ nghĩ đến việc này, dưới sự chỉ đạo của Minh Đức mà mua lại cổ phiếu của Lâm Thị. Giờ đây lại bị Minh Đức thu hồi khiến anh ta phải đối mặt với khoản bồi thường lớn. Anh ta đã năn nỉ Tiêu Mạch rằng tôi không cần Lâm Nghiên nữa, tôi sẽ trao Lâm Nghiên cho anh. Nhưng anh không ngờ rằng điều này đã làm tổn thương lòng tự trọng của Tiêu Mạch. Lâm Nghiên là người phụ nữ mà Tiêu Mạch yêu nhất chứ không phải là một món hàng. Anh chắc chắn không thể cho phép Mã Thành Tuấn xúc phạm như vậy nên anh đã từ chối tất cả yêu sách của Mã Thành Tuấn. Hóa ra Tiêu Mạch chính là người thừa kế của tập đoàn Minh Đức. Cha của Tiêu Mạch đã yêu cầu Mã Thành Tuấn mua lại cổ phiếu của Lâm Thị. Nhưng để cứu Lâm Thị nên Tiêu Mạch đã mua lại cổ phiếu trước Mã Thành Tuấn. Như vậy Mã Thành Tuấn đã bị cha con Tiêu Mạch lừa dối. Mặc dù đã có thể cứu Lâm Nghiên một bàn thua trông thấy nhưng Tiêu Mạch cũng phải trả giá cho hành động của mình. Nhờ hành động bồng bột đó mà anh đã bị cha ép quay về tiếp quản tập đoàn Minh Đức. Đương nhiên sau khi bị tổn thất nặng nề như vậy, Mã Thành Tuấn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua mọi chuyện. Bởi vậy các cụ đã có câu chó cùng rứt dậu. Một khi bị dồn tới đường cùng thì nó sẽ quay lại cắn chủ nhân của mình. Trong một hôn lễ thế kỷ, nữ chủ tịch khoác trên mình bộ váy cưới lao vào cưỡng hôn chú rể. Sau đó cô ngạo nghễ kéo anh chạy trốn khỏi hôn lễ của chính mình để lại cô dâu ở đó một mình. Hội trường bỗng trở nên rối rắm như một mớ tơ vò. Thời gian quay ngược dòng về một vài ngày trước, sau khi bị dồn tới bước đường cùng, Mã Thành Tuấn đã bất chấp mà bắt cóc vị hôn thê của mình rồi tống tiền Tiêu Mạch. Nhận được tin Tiêu Mạch đồng ý với thỏa thuận của đối phương, chỉ hy vọng anh ta sẽ giữ lời. Thế nhưng nhìn gương mặt giả tạo của Mã Thành Tuấn có thể thấy, anh ta không chỉ muốn tiền mà anh ta còn muốn trả thì những ai đã hãm hại mình. Nhưng Mã Thành Tuấn cũng đã quá chi là coi thường Tiêu Mạch, một anh chàng có xuất thân từ quân đội đặc biệt. Chỉ với một vài đường quyền, Tiêu Mạch đã đánh cho một đám người ngã như ngả dạ. Đứng trước tình thế ngàn cân treo sợi lông chân, Mã Thành Tuấn không hề hoảng loạn vì anh ta vẫn đang nắm giữ Lâm Nghiên trong tay. Anh ta yêu cầu Tiêu Mạch phải quỳ gối cầu xin mình nếu muốn bảo vệ người phụ nữ anh yêu. Không còn cách nào khác, Tiêu Mạch chỉ có thể làm theo yêu cầu quái đản của Mã Thành Tuấn. Thế nhưng ngọn lửa hận thù trong lòng Mã Thành Tuấn nào có dễ dàng nguôi ngoai như thế. Hắn ném vỡ những chai nước đã chuẩn bị từ trước đó rồi yêu cầu Tiêu Mạch bỏ qua. Nếu Tiêu Mạch muốn cứu Lâm Nghiên thì anh phải bỏ qua đống thủy tinh vỡ vụn đó. Vì người mình yêu, Tiêu Mạch không chút do dự bỏ qua mảnh thủy tinh. Anh cắn chặt răng chịu đựng nỗi đau thấu tận tâm can dưới chân mình. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Tiêu Mạch, tên khốn Mã Thành Tuấn lại một lần nữa thất hứa. Hắn dùng tình yêu điên cuồng đến nỗi biến thái của mình giày vò Lâm Nghiên. Khi nhìn thấy Tiêu Mạch sẵn sàng hy sinh tất cả vì Lâm Nghiên, hắn như phát điên phát dại. Vì không muốn Tiêu Mạch phải tiếp tục chịu đựng đau đớn vì mình, Lâm Nghiên đã hy sinh thân mình đỡ đòn cho anh. Đúng lúc này, tay sai dưới trướng của Tiêu Mạch cũng đã kịp thời xuất hiện giải cứu hai người. Thấy tình hình có vẻ bất lợi, Mã Thành Tuấn đã nhân cơ hội chạy trốn. Cuối cùng anh ta cũng đã thành công trốn thoát khỏi sự truy đuổi của Tiêu Mạch. Thế nhưng kẻ tàn ác thường không bao giờ nhận được cái kết có hậu. Khi mọi người nghĩ không có gì bất ngờ thì điều bất ngờ sẽ xảy đến. Người lái xe điên tông trúng Mã Thành Tuấn không ai khác mà chính là Ôn Lệ Lệ. Anh nghĩ rằng tôi sẽ để anh sống yên sao, đừng có mà mơ. Sau bao cú sốc lớn nhỏ, Ôn Lệ Lệ cũng đã điên mất kiểm soát. Mã Thành Tuấn cũng bị cô ta tông trúng mà nằm đâu nằm đó. Quả táo nhãn lồng, đây chính là hậu quả do tất cả những gì xấu xa hai người đã gây ra trước đó. Trái đắng họ tạo ra giờ đây chính họ đã phải nuốt xuống. Biến cố qua đi, Tiêu Mạch nói cho Lâm Nghiên biết lý do anh thay tên đổi họ. Trước kia cha anh đối xử với mẹ con anh vô cùng tệ bạc. Sau khi mẹ anh rời xa nhân thế vì bệnh tật, cha anh đã kết hôn cùng người phụ nữ khác. Bởi vì quá ghét cha mình nên anh đã quyết định đổi tên. Nhưng lần này vì muốn giúp Lâm Nghiên mà Tiêu Mạch đã phải quay về cầu cứu cha mình. Anh cũng hứa sau khi giải quyết mọi chuyện anh sẽ không can thiệp vào chuyện của Lâm Thị. Thay vào đó anh sẽ quay về tiếp quản Minh Đức thay cha. Cuối cùng Lâm Nghiên cũng đã có thể lấy lại Lâm Thị. Vậy là cũng đã đến lúc Tiêu Mạch phải thực hiện lời hứa của bản thân. Cha anh đã sắp xếp một vị hôn thê cho anh và anh phải cưới người đó. Chú rể anh có muốn kết hôn cùng cô dâu sống đến đầu bạc răng long hay không? Em không muốn nhìn thấy anh kết hôn cùng người con gái khác. Thấy cô gái mình yêu sẵn sàng vì tình yêu mà buông bỏ tất cả, trái tim hóa đá của Tiêu Mạch cũng đã tan chảy. Em yêu anh hơn bao giờ hết, em muốn biết anh có sẵn sàng kết hôn cùng em không? Người anh muốn nắm tay sống đến trọn đời chỉ có mình em thôi. Sau tất cả, Tiêu Mạch đã chọn tình yêu đích thực của đời mình. Hai người vui vẻ tay trong tay chạy trốn khỏi hôn lễ.
Kể từ nay Lâm Thị và Minh Đức cũng không còn là kẻ thù của nhau. Cuối cùng cặp đôi trai tài gái sắc cũng đã có thể hạnh phúc bên nhau. Bộ phim tới đây là hết rồi, cảm ơn quý cô chú anh chị đã đón xem. Nếu thấy hay thì hãy tặng cho chúng mình một like cũng như một subscribe nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.